Chào mừng các em đã đến với giờ học trực tuyến bộ môn lịch sử lớp 9. Ở nội dung chủ đề 8, các em đã học và biết rằng với việc Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973 đã tạo ra một bước ngoặt to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc Hoa Kỳ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân đồng minh trở về nước ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo tiền đề cho chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và để hiểu rõ hơn, trong tiết học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng học tập và tìm hiểu nội dung chủ đề chính, hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1973-1975. Trong nội dung của chủ đề chính, thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu 4 nội dung chính của chủ đề như sau. Thứ nhất, đó là việc miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam. Hai, đó là đấu tranh chống địch, bình định, lấn chiếm, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ba, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Và cuối cùng, đó là tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Đối với mục 1, nội dung này thì các em thấy đây là nội dung giảm tải, do đó các em sẽ tự tìm hiểu thêm trong sách giáo khoa. Còn với mục 2 thì đây là nội dung mà chúng ta sẽ học đọc thêm, do đó các em sẽ về đọc thêm trong nội dung sách giáo khoa trang 156-157 để hiểu rõ hơn nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang mục 3, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Để tìm hiểu mục 3, thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một phần một nhỏ, chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của đảng ta. Thì các em biết vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi một cách mau lẹ có lợi cho cách mạng, và đặc biệt đó là sau chiến thắng Phước Long vào ngày 6 tháng 1 năm 1975, thì Bộ Chính trị đã quyết định họp bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Và thầy xin giới thiệu với các em, đây là hình ảnh của buổi hội nghị của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Thì về chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam, thì Bộ Chính trị đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976, nhưng nhấn mạnh nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975 để giảm bớt thiệt hại về người và của. Như vậy ở đây thầy có một câu hỏi dành cho các em. Trong chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của đảng? Các em hãy dựa vào sách giáo khoa và phần thông tin để chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Các em thân mến, chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của đảng thể hiện ở chỗ đó là: thứ nhất, tính đúng đắn nó thể hiện ở chỗ đó là đảng ta đã nhận định đúng thời cơ, tranh thủ thời cơ, đánh nhanh, giữ gìn tối đa các cơ sở kinh tế và các công trình văn hóa. Về tính linh hoạt nó thể hiện ở chỗ đó là khi thực hiện chủ trương kế hoạch thì có thể linh hoạt, mặc dù là đề ra trong 2 năm, nhưng nếu như thời cơ đến thuận lợi thì có thể giải phóng sớm miền Nam ngay trong năm 1975. Chúng ta cùng tìm hiểu sang mục 2, cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Thực hiện kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thì quân ta đã tập trung lực lượng quân chủ lực, các loại vũ khí hiện đại để phát động và tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam từ tháng 3 năm 1975. Về nội dung của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 thì chúng ta thấy nó diễn ra qua 3 chiến dịch lớn. Một, đó là chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 1975. Hai, chiến dịch Huế-Đà Nẵng từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 29 tháng 3 năm 1975. Và ba, cuối cùng, đó là chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các em thân mến, chiến dịch mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 đó chính là chiến dịch Tây Nguyên.
Tây Nguyên là một vị trí địa bàn có chiến lược hết sức quan trọng. Nhưng đối với quân đội Sài Gòn thì lực lượng của quân đội Sài Gòn đóng quân ở đây thì khá sơ hở do đoán sai hướng tiến công của quân ta. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta đã quyết định đánh trận mở màn ở Buôn Ma Thuột và nhanh chóng giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột. Đến ngày 12 tháng 3, chính quyền Sài Gòn đã nhanh chóng điều động một lực lượng quân phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng kết quả đã thất bại. Hệ thống phòng thủ của chính quyền Sài Gòn tại Tây Nguyên nhanh chóng rơi vào trong tình hình rối loạn và mất tinh thần. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, chính quyền Sài Gòn đã ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên để về giữ vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Và trên đường rút chạy, lực lượng quân đội Sài Gòn đã bị quân ta truy kích và tiêu diệt. Đến ngày 24 tháng 3 thì địch rút khỏi Tây Nguyên. Và Tây Nguyên, một vùng rộng lớn với hơn 60 vạn dân, đã hoàn toàn được giải phóng. Phối hợp với Tây Nguyên, chiến trường khu 5, Trị Thiên, Nam Bộ cũng đã mở các chiến dịch đẩy mạnh tiến công địch và giành được nhiều thắng lợi. Các em thấy, với thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã bước qua một giai đoạn mới. Từ cuộc tiến công chiến lược ở Tây Nguyên đã phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. Ngày 18 tháng 3 năm 1975, trên đà thắng lợi của quân dân ta ở Tây Nguyên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp và quyết tâm giải phóng thành phố Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa, tức là trước tháng 5 năm 1975. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã quyết định mở một chiến dịch thứ hai, đó là chiến dịch giải phóng Huế và Đà Nẵng. Thầy giới thiệu với các em, đây là lược đồ chiến dịch Huế và Đà Nẵng. Phát hiện địch co cụm ở Huế, vào ngày 21 tháng 3 thì quân ta đã đánh thẳng vào căn cứ, chặn đường rút chạy và bao vây địch trong thành phố. Ngày 25 tháng 3, quân ta tấn công vào Huế. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1975 thì quân ta đã giải phóng Huế và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên. Cùng thời gian trên, quân ta đã giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, nhanh chóng rơi vào thế cô lập. 10 vạn quân địch bị dồn ứ về đây đã trở nên hết sức là hỗn loạn và mất khả năng chiến đấu. Sáng ngày 29 tháng 3, từ ba hướng Tây, Nam và Bắc, quân ta đã tiến công vào thẳng thành phố và đến 3 giờ chiều thì ta đã giải phóng toàn bộ thành phố Đà Nẵng. Và phối hợp với mặt trận Huế Đà Nẵng, các binh đoàn chủ lực quân giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung như là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cũng đã nổi dậy và giành thắng lợi. Với thắng lợi của chiến dịch Huế Đà Nẵng đã góp phần làm sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng ngự của quân đội Sài Gòn ở miền Trung, đẩy chính quyền Sài Gòn vào thế tuyệt vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, đó chính là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trên cơ sở đánh giá thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt cuối cùng của quân đội Sài Gòn đã chín mùi, Bộ Chính trị đã nhận định với phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng và quyết định mở chiến dịch giải phóng thành phố Sài Gòn. Và chiến dịch này đã được mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 1975. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã thành lập Bộ Tư lệnh và Đảng ủy Mặt trận. Thầy giới thiệu với các em, đây là hình ảnh Bộ Chỉ huy chiến dịch xuân năm 1975. Và trong bức hình thì chúng ta thấy có Tư lệnh Văn Tiến Dũng, Chính ủy Phạm Hùng cùng các Phó Tư lệnh Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện và Phó Chính ủy Lê Quang Hòa. Và để tìm hiểu diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phim tư liệu như sau. Chín tháng tư, chiến dịch tổng tiến công bắt đầu. Hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 tấn công Đồng Dù, Củ Chi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hướng Bắc, quân đoàn 1 bao vây Phú Lợi, đánh chiếm Tân Uyên, Lái Thiêu. Hướng Tây Nam, đoàn 232 đánh chiếm tiểu khu Hậu Nghĩa, diệt quận Lỵ, Đức Hòa. Hướng Đông Nam, quân đoàn 2 tiến đánh Long Bình, Sài Gòn. Trong khi các quân đoàn chủ lực tiến công địch ở vòng ngoài, từ đêm 26 đến 29 tháng 4, các lực lượng đặc công biệt động Sài Gòn gan dạ, mưu trí và tài giỏi đã luồn sâu tiến công các hậu cứ kho tàng, chiếm và bảo vệ các cầu bao quanh Sài Gòn, tạo điều kiện cho các binh đoàn đột kích phát triển tiến vào nội đô. Đông đảo quần chúng ven đô Sài Gòn ra định, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhất tề nổi dậy giành quyền làm chủ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chặng cuối của hành trình 30 năm, cả dân tộc đang tiến nhanh về điểm hẹn, đoạn đường dẫn đến toàn điệp kết tinh sức mạnh của cả dân tộc, của biết bao thế hệ người Việt Nam. Chín giờ 30 phút, cánh quân thứ nhất đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 30 phút, cánh quân hướng Nam kéo cờ ở biệt khu thủ đô và chiếm tổng nha cảnh sát. 11 giờ, cánh quân hướng Bắc đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy. 11 giờ 30, chiếm dinh lũy cuối cùng của Ngụy. Chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Về phần diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 thì các em sẽ hoàn thành cái bảng niên biểu thời gian theo như mẫu mà trên slide thầy có để. Ở mục 4 tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đối với ý nghĩa lịch sử, các em cần lưu ý một số điểm như sau. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi với đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 đã giải phóng đất nước ta khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước hân hoan trong ngày hòa bình, độc lập, thống nhất hai miền Nam Bắc, non sông thu về một mối. Là cột mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới, cả nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này cũng đã cổ vũ mạnh mẽ và có tác động đến phong trào cách mạng thế giới, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Về nguyên nhân thắng lợi thì các em lưu ý, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng và phương pháp độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, luôn dâng cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975 chính là nhờ lòng yêu nước cao độ, sự đoàn kết, nhất trí, bản lĩnh, tinh thần bất khuất, anh dũng của nhân dân hai miền trong thời đại Hồ Chí Minh. Và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí của ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ,
cách mạng Việt Nam của các nước xã hội chủ nghĩa, sự hội tụ của các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa đã góp phần làm nên một chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ 20 đó các em. Như vậy, trong tiết học hôm nay, cùng với cả nước trong không khí kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, thầy và trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung bài học chủ đề chính, rất có ý nghĩa phải không các em? Và thầy có một số câu hỏi để giúp các em củng cố và ôn tập lại phần bài hôm nay. Câu 1. Em hãy lập bảng niên biểu về các sự kiện chính trong diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Và câu hỏi thứ 2. Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em học thật tốt và càng thêm yêu bộ môn lịch sử. Thân ái chào các em.